Có lúc này có bạn vừa nói là không mà ác sẽ sau này sẽ làm theo vậy, là bạn đó nói bảo là làm chuyện có sẵn để cho đỡ cực, mà đúng thật ác dịch cực thật. Nhưng mà phú đại gia là ác theo từ đầu, những tập đầu thì tại vì vướng về quy định 2021 đó của YouTube, nó cắt cắt tiền của ác, thành ra là ác phải xóa hết rồi để lại những tập sau này thôi. Nhưng mà là đã theo từ đầu rồi, thành ra không không có bỏ phú đại gia nữa, nhưng mà sau này sẽ không dịch nữa, xong cái phú đại gia nhưng mà không biết lúc nào xong. Thì ác sẽ lên, sẽ cố gắng lựa những chuyện hay để lên cho mọi người nghe, nhưng mà không dịch nữa, cực quá. 4 tiếng đồng hồ mới xong, mới dịch xong đó, mà trong khi 4 tiếng đồng hồ đó là ad có thể là thu được cả cả 7 8 tập, 7 8 clip để mà phục vụ mọi người. Nếu mà ad không dịch phú đại gia là một ngày ít lắm là ad phải lên cho mọi người là 15 clip, nếu không phải vụ dịch phú đại gia. Bình thường bây giờ hiện giờ là một ngày có 10 clip à, 10 clip hoặc là 11 clip là cao, nhưng mà nếu không dịch phú đại gia là ad tệ lắm, ít lắm cũng phải 15 clip. Nhưng mà sau này xong phú đại gia rồi, nhưng không biết mấy năm nữa. Nhưng mà được cái phú đại gia nó hay là nó đánh, nhưng mà đánh bằng trí chưa ít, đánh bằng tay chân. Thì mỗi một chuyện nó có một cái style riêng. Nhiều bạn thì bảo là sao nói nhiều quá, nhưng mà cái đó là đấu trí đó. Có thể là một số người không thích, thích vô là phải ầm 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 ầm, nhưng mà nói chung là chuyện, mỗi chuyện nó có một cái hay riêng, theo ác nghĩ là vậy. Phú đại gia ở rễ chưa 1907 đến chưa 1911, chỉ một ngày sau khi thích tâm sinh xuống núi và xuất hiện tại Hồng Trần, Bùi Minh từ sáng sớm đã an vị tại ghế sau một chiếc Rolls Royce, đi tới địa điểm của câu lạc bộ Hoàng Gia ở ngoại ô bên ngoài vạn lý Trường Thành. Tối hôm qua, Bùi Long Thành đã chủ động liên hệ với Bùi Minh, nói hắn đã chuẩn bị kỹ càng cái gọi là công trạng nhập đội, chỉ chờ Bùi Minh đi qua xem xét. Mặc dù Bùi Minh không biết trong đầu Bùi Long Thành đến cùng đang chuẩn bị giở trò gì, nhưng là Bùi Long Thành đã có động thái, anh cũng liền không ngại đi xem một chút. Sau khi rời khỏi biệt thự số 1, Bùi Minh còn phân phó Tiêu Như Ý phái mấy người đi bảo hộ Gia Luật Tề một nhà. Bây giờ toàn bộ bên ngoài vạn lý Trường Thành, Bùi Minh cũng biết mình không có người và việc gì cần quá mức lo lắng, bao gồm cả Trịnh Tuyết Dương. Nàng hôm qua đã gửi tin nhắn cho Bùi Minh nói hôm nay sau khi gặp một vị khách quan trọng liền sẽ đáp chuyến bay buổi tối rời khỏi bên ngoài vạn lý Trường Thành và trở về Yến Kinh. Bùi Minh suy nghĩ, sau khi cùng Bùi Long Thành gặp mặt xong liền đi ăn cùng Trịnh Tuyết Dương một bữa cơm, sau đó sẽ đưa tiễn nàng về. Khoảng mai 12 giờ trưa, Bùi Minh đến hội quán Hoàng Gia ở ngoại ô bên ngoài vạn lý Trường Thành. Nơi này được xây dựng lại từ khu vườn hoàng gia trong truyền thuyết. Cho dù là tại những nơi như bên ngoài vạn lý Trường Thành, quanh năm vẫn như là mùa xuân. Bước chân vào trong hội quán hoàng gia này, người ta gần như nghĩ rằng chính mình đang chứng kiến mùa xuân đầu năm của Giang Nam. Sau khi xuống xe, Bùi Minh khẽ nheo mắt liếc nhìn một khu rừng nguyên sinh cách đó không xa. Trong khu rừng nguyên sinh này, anh cảm nhận được một loại sát cơ khó tả, nhưng là rất nhanh những sát cơ này cũng nháy mắt biến mất, không còn thấy tăm hơi, liền như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, một bóng người tóc hoa râm mặc đường trang, thời điểm nhìn thấy Bùi Minh trực tiếp liền chạy tới, sắc mặt hắn mang theo một loại tận lực tôn trọng. "Bùi thiếu, ngài cuối cùng đã đến rồi, có thể cùng ngài ăn một bữa cơm thật là một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của lão hủ này." Người mở miệng chính là Bùi Long Thành. Bùi Minh mỉm cười, "Bùi gia chủ khách khí rồi. Ta hôm nay vẫn rất mong chờ mà đến, hy vọng Bùi gia chủ sẽ không khiến ta thất vọng thì tốt." "Tuyệt đối sẽ không, sự tình hôm nay tuyệt đối sẽ để cho Bùi thiếu ngài hài lòng." Bùi Long Thành vỗ ngực bồn bột hứa hẹn, "Dù sao, nếu như ta không bỏ ra nổi công trạng nhập đội chân chính, Bùi thiếu ngài có thể sẽ diệt Bùi gia chúng ta bên ngoài vạn lý Trường Thành. Ta liền xem như gan có to bằng trời cũng không dám đem chuyện này xem như trò đùa." Bùi Minh từ chối cho ý kiến, cứ hy vọng là như vậy. Hai người đang khi nói chuyện,
Bùi Long Thành đã ở phía trước dẫn đường, mang theo Bùi Nguyên Minh đi vào một căn phòng trong tứ hợp viện. Trong này, 5 bước một trạm gác, 10 bước một nhóm vệ sĩ, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Bùi Nguyên Minh. Mà bên trên bàn ăn càng là bày đầy trái cây tươi ngon khó gặp bên ngoài vành Lý Trường Thành. Sau khi đưa Bùi Nguyên Minh ngồi xuống, Bùi Long Thành mới một dáng vẻ mọi người sẽ thành thật với nhau, trực tiếp để Tâm Phúc cùng thủ hạ của hắn đều rời đi. Sau đó lại tự tay dùng một cây tăm đâm một miếng dưa hấu hami đặt ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh không đưa tay ra nhận mà là cười cười thản nhiên nói: Bùi gia chủ, trận pháp lớn như thế, đồ ăn ngon như thế này, hy vọng một hồi màn diễn chính sẽ không khiến ta thất vọng. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Bùi Long Thành cười ha hả một tiếng, sau đó liền thấy được hắn lấy ra một cái túi hồ sơ, từ bên trong rút ra một tấm ảnh chụp có chút mơ hồ đặt ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi thiếu, nhìn xem, đây là Kỳ Liên Sơn Mặt, Trì Khách Điện, Kim Long Tự, mà người này chính là Thích Tam Sinh. Hắn hôm qua liền đã đến thành khu bên ngoài vạn Lý Trường Thành. Bùi Nguyên Minh tùy ý liếc qua ảnh chụp, thản nhiên nói: Người phế hắn rồi sao? Hay là chơi chết hắn rồi? Cái này... Bùi Long Thành biểu lộ cứng đờ, một mặt lúng túng, mở miệng: Bùi thiếu, ngài đây chính là đang trêu đùa tôi. Không nói đến thực lực của Thích Tam Sinh, đơn thuần là hai đại hộ pháp Tôn Long cùng Tôn Hổ xung quanh hắn liền đều là đại cao thủ cấp bậc chiến thần. Hai vị thánh nữ hầu hạ bên cạnh hắn cũng sâu không lường được. Trừ chuyện đó ra, hắn còn mang theo 36 vị đồng nhân Kim Long Tự. Ngài nói phục ma đại trận mà 36 vị đồng nhân này tạo thành có thể dễ như trở bàn tay miễu sát chiến thần. Bùi thiếu, nhân vật như vậy cũng không phải là ta tùy tiện liền có thể động tới à? Coi như Bùi gia chúng ta bên ngoài vạn Lý Trường Thành toàn lực ứng phó, nói không chừng đều không có cách nào tới gần được à? Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi: Vậy ngươi sẽ không chuẩn bị nói với ta, ngươi cung cấp cho ta những tin tức này liền xem như công trạng nhập đội của ngươi, đúng không? Thế nào lại không tính được chứ? Bùi Long Thành một vẻ mặt đương nhiên: Bùi thiếu, ngài cũng hẳn là rõ ràng, Thích Tam Sinh, một đại nhân vật như vậy, chẳng những hành tung là bí mật lớn nhất. Hắn ta mang theo những người như thế nào, những người này đều có cái thực lực gì, cũng là bí mật cực lớn. Thời đại này là thời đại của thông tin. Chỉ khi có đầy đủ thông tin, Bùi thiếu ngài mới có khả năng ở bên trong loạn cục, đứng vững trận cước, đi trước người khác một bước à. Nếu như điều này cũng không tính là công trạng nhập đội, thì còn có cái gì có thể là công trạng nhập đội được chứ? Nói đến đây, Bùi Long Thành còn đập lồng ngực mình mạnh hơn, một dáng vẻ vì Bùi thiếu, ta đã không thèm đếm xỉa tới an nguy. Bùi Nguyên Minh ánh mắt có chút lóe lên. Mặc dù Bùi Long Thành ở bên trong có mấy phần ý tứ miễn cưỡng, gán ghép như vậy, nhưng là có một sự chút sự thật, hắn nói cũng không sai. Ở niên đại này, có thể sớm đạt được một chút tin tức chính xác, quả thực có thể biết được tiên cơ để liệu định. Mà từ một góc độ khác mà nói, lấy thực lực Bùi gia bên ngoài vạn Lý Trường Thành, để bọn hắn đi diệt Thích Tam Sinh, căn bản là điều không thực tế. Dù sao, từ thực lực mà Thích Tam Sinh giờ phút này bày ra, muốn diệt đi hắn, chiến thần ra tay, đều chưa hẳn có thể làm được. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh cầm lên một miếng dưa hấu hami cắn một miếng, sau đó thản nhiên: Thứ này xác thực cũng miễn cưỡng có thể nói là công trạng nhập đội, nhưng là cũng vẻn vẹn miễn cưỡng mà thôi. Muốn thực sự có tác dụng, ta còn cần ngươi đi làm một chuyện. Bùi Long Thành đứng lên, một dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt: Bùi thiếu hữu cứ chỉ thị, lão phu lập tức tuân theo. Cho dù là để ta lên núi đao xuống biển lửa, cho dù là để ta đi giết người phóng hỏa, nếu như ta nói một chữ không, ta chính là nhi tử rùa đen khốn kiếp. Bùi Nguyên Minh nhẹ gật đầu thản nhiên nói: Lên núi đao xuống biển lửa cũng không cần, giết người phóng hỏa cũng không tới phiên Bùi gia chủ người tự mình ra tay. Ta chỉ cần ngươi làm một chuyện nhỏ, đó chính là đem chuyện ngươi vừa mới nói với ta toàn bộ đều viết thành một bức thư, đóng dấu vân tay, viết chữ ký và gửi một bản cho binh bộ biên thùy, một bản khác gửi cho phân đà Trường Sinh Điện. Chỉ cần ngươi làm được, phần công trạng nhập đội này của ngươi ta liền nhận. Bùi Long Thành biến sắc, chẳng qua rất nhanh vẫn là nghiến răng nói: Tốt, đã đây là chỉ thị của Bùi thiếu,
ta khẳng định sẽ tuân theo. Âm! Ngay tại lúc Bùi Lâm Thành thề thốt, chuẩn bị chỉ trời để thề, nháy mắt, cánh cửa của Tứ Hợp Viện đột nhiên bị người phá tan, một thân ảnh bị ném xuống đất. Bùi Nguyên Minh vô thức nhìn sang, liền thấy được người này thân kiều bách mỹ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, cho dù là một sợi tóc đều mang một loại khuynh quốc khuynh thành. Còn bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng trên người nàng dường như đã bị nhăn nhúm vì bị lôi kéo, liền bên trên đôi tất đen màu đen đều bị rách mấy lỗ, mà sắc mặt nàng mất đi vẻ chắc chắn cùng đạm mạc quen thuộc, ngược lại nhiều hơn là một loại vẻ sợ hãi. Trịnh Tuyết Dương. Không có thời gian suy nghĩ, Trịnh Tuyết Dương tại sao lại xuất hiện ở đây, sắc mặt Bùi Nguyên Minh đại biến. Anh muốn đứng lên đem Trịnh Tuyết Dương nâng lên, liền thấy được giờ phút này tại cổng lại có mười mấy thân ảnh đi ra. Người đi đầu mặc dù hai tay băng bó thật cao treo ở trên cổ, nhưng là giờ phút này lúc nói chuyện lại tràn đầy tức giận, mang theo một loại phách lối bá đạo ngập tạc hiên. Mặc kệ bên trong là ai, toàn bộ đều xéo ngay cho ta, nơi này hiện tại là của Bùi Như Trần ta. Nghe được cái tên này, Bùi Long Thành biểu lộ cứng đờ, chén trà trong tay bột một tiếng nện mạnh xuống đất vỡ tan. Tuyết Dương. Bùi Cơ Minh không để ý tới những người khác mà là thật nhanh vọt lên đỡ lấy Trịnh Tuyết Dương, nói khẽ, phát sinh chuyện gì rồi sao? Đặc khi nói chuyện, tay phải Bùi Cơ Minh đặt lên trên mạch môn của Trịnh Tuyết Dương, sau đó sắc mặt anh liền hơi thay đổi. Trịnh Tuyết Dương không phải là trúng độc đơn giản, mà là bị người hạ đoàn tụ hàng. Đoàn tụ hàng trong truyền thuyết, nghe nói bất kỳ một người nào bị hạ đoàn tụ hàng đều sẽ biến thành đồ chơi cùng con rối trong tay người khác. Trịnh Tuyết Dương giờ phút này được Bùi Nguyên Minh ôm chặt, thân thể mềm mại lập tức run rẩy. Mặc dù nàng toàn thân bất lực, trong cơ thể lại có xuân triều dâng trào, nhưng là ý chí của nàng vẫn khiến nàng chật vật muốn đứng lên. Chỉ là tại thời khắc mấu chốt nhìn thấy mặt Bùi Nguyên Minh chỉ trong chớp nhoáng này, Trịnh Tuyết Dương tâm thần liền thư giãn, nhào vào trong ngực Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, thế nào lại là anh? Đừng nói chuyện, anh sẽ giúp em giải trừ độc tố. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, sau đó anh nhanh chóng đưa tay phong bế mấy chỗ đại huyệt nơi ngực Trịnh Tuyết Dương, đồng thời mấy đầu ngón tay anh cắt qua mạch môn Trịnh Tuyết Dương, một dòng máu tươi màu hồng phấn bị anh trực tiếp ép ra. Máu tươi rơi xuống đất, trực tiếp bốc hơi, trong không khí truyền đến một mùi thơm ngào ngạt. Chỉ là không đợi mùi thơm này đập vào mặt, cũng đã bị Bùi Nguyên Minh phất tay đánh tan. Hồ, hiện tại đầu năm nay thật là thú vị à? Tùy tiện một con mèo con chó đều có thể bỏ qua lời nói của bản thiếu hay sao? Cùng lúc này, Bùi Như Trần ngẩng cao đầu bước vào Tứ Hợp Viện. Trần Tuyết Dương, tiểu thư, ngươi xấu hổ cái gì à? Tôn hổ hộ pháp của chúng ta, thế nhưng là đại nhân vật của Địa Tông à? Hắn am hiểu nhất chính là Hoan Hỷ Thiền của Địa Tông. Hắn đã nhìn trúng ngươi để ngươi làm bàn đạp cho hắn tu luyện, vậy liền coi là cho ngươi cơ duyên to lớn à? Thế nhưng là ngươi chẳng những không tiếp thụ, còn lộn nhào rời đi như thế. Đây là không cho Địa Tông chúng ta mặt mũi à? Ngươi không lễ phép như thế, còn muốn cùng Địa Tông chúng ta hợp tác, ngươi là đang nói đùa hay sao chứ? Nương theo lời nói, giống như cười mà không phải cười truyền đến, liền thấy được Bùi Như Trần xuất hiện tại trong tầm mắt Bùi Nguyên Minh. Vốn dĩ tu vi võ đạo của hắn đã bị Bùi Nguyên Minh phế bỏ, giờ phút này lại phản phất khôi phục 7-8 phần, cả người thần thái sáng láng. Nếu như không phải hai tay còn băng bó thật cao, Bùi Nguyên Minh cơ hồ sẽ nghĩ rằng lông tóc hắn không hề tổn hao. Mà tại phía sau hắn, một nam tử để đầu trần, mặc y phục hàng ngày đi màu vàng, mặc y phục hàng ngày màu vàng sáng, sắc mặt dị dạng tái nhợt, chắp hai tay sau lưng đi tới. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng cái gọi là tôn hổ hộ pháp này trên thân lại mang theo một loại khí tức vạn phần đáng sợ, dường như chỉ cần hắn tồn tại liền có thể trấn áp hết thảy kẻ địch trong thế gian. Dạng khí tức này nếu như không phải cường giả chân chính thì không thể có nó trên người. Bùi Như Trần, ngươi điên rồi sao? Lúc này Bùi Long Thành đã đứng lên, một dáng vẻ muốn chủ trì công đạo. Ngươi không biết nơi này là lão phu bao trọn rồi sao? Ngươi còn tới trước mặt lão phu diễu võ dương oai hay sao? Ngươi không nên lộn xộn, xéo đi. Bùi Như Trần trực tiếp một chân đem Bùi Long Thành đạp lăn trên mặt đất. Lão già hỏa,
ngươi còn tưởng rằng Bùi gia hiện tại bên ngoài vành đế Trường Thành là ngươi định đoạt hay sao? Thời thế đã thay đổi rồi, ngươi bây giờ không lăn đi, bản thiếu một hồi trời chết ngươi đó. Phản rồi, phản thật rồi. Bùi Long Thành một dáng vẻ giận tím mặt. Bùi Như Trần, ngươi một tên tiểu bối của Bùi gia bên ngoài vành đế Trường Thành còn dám bất kính đối với lão phu thế nhưng là đại bá của ngươi, ta cho ngươi biết. Bốp! Bùi Như Trần một dáng vẻ phách lối đến cực điểm, một bàn tay liền đem Bùi Long Thành phiến lật trên mặt đất. Đừng nói ngươi là đại bá của ta, liền xem như là cha ta có đến, dám phá hỏng chuyện tốt của tôn hổ phạm phổ pháp, tại ta chỗ này cũng thực mất mặt ta. Nghe những gì Bùi Như Trần nói, tôn hổ rõ ràng biết thân phận của Bùi Như Trần và Bùi Long Thành như thế nào. Hắn có chút hứng thú nhìn Bùi Long Thành một chút, sau đó liền nhếch miệng, cũng không có hứng thú quá lớn. Dù sao, đây bất quá chỉ là một lão bất tử tiểu gia tộc mà thôi, thế nào hắn có thể sẽ để ở trong mắt chứ? Nhưng là rất nhanh, ánh mắt hắn liền rơi xuống trên thân Trịnh Tuyết Dương, mà giờ khắc này đang ở trong ngực Bùi Nguyên Minh. Nữ nhân này mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp, nhưng là thể chất của nàng thế mà là huyền âm địa tông trong truyền thuyết. Nếu như có thể cùng nữ nhân này tu luyện hoàn hỷ thiền, tôn hổ tin tưởng tu vi võ đạo của mình có thể nâng cao gấp mấy lần. Cho nên giờ phút này trong lòng hắn cực kỳ bốc hỏa, hiển nhiên là không nghĩ đến vừa mới xuống núi liền có thể thấy được cực phẩm dạng như thế này. Được rồi, lão bất tử không nên cản trở ta phát triển. Lần này nếu như không phải tôn phổ phục pháp ban cho ta một viên đan dược trân quý, ta căn bản là không có cách nào khôi phục tu vi. Một hồi nữa ta đợi sau khi tôn phổ hộ pháp tu luyện xong, hắn ăn thịt, ta cũng muốn uống chút canh này. Nói không chừng đến lúc đó thực lực bản thiếu có thể nâng cao một bước. Đặc khi nói chuyện, Bùi Như Trần dẫm tại trên người Bùi Long Thành, thần sắc phách lối đi về phía sâu trong tứ hợp viện. Hiển nhiên Bùi Long Thành giờ phút này căn bản là không có nhìn lão ở trong mắt. Bùi Như Trần, ta có thể phế ngươi một lần, liền có thể phế ngươi lần thứ hai. Vừa ngay lúc này, thanh âm đạm mạc lạnh lẽo truyền ra. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lỗi, như vậy có lẽ ngươi còn có một đầu sinh lộ. Đặc khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh bàn chân tại mặt đất nhẹ nhàng đạp một cái, liền nghe được rốt một tiếng, gạch xanh trên mặt đất bay thẳng ra hai viên, trực tiếp nện trúng ở trên đầu gối của Bùi Như Trần. Bùi Như Trần hét thảm một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng kêu rên. Một chiêu vô cùng đơn giản này trực tiếp trấn trụ toàn trường. Mấy nam nữ đi theo sau lưng Bùi Như Trần cùng tôn hổ tiến vào tứ hợp viện, sắc mặt đều là vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là nghĩ không ra Bùi Minh lại dám trực tiếp động thủ như thế. Đây chính là Bùi Thiếu, Bùi Như Trần à. Mấu chốt nhất chính là Bùi Như Trần hôm nay tới nơi này chính là đại biểu cho tôn hổ hộ pháp. Tôn hổ hộ pháp là ai chứ? Hắn là cánh tay trái bờ vai phải của Thiếu Tông Thích Tam Sinh Địa Tông à. Đắc tội với tôn hổ cùng đắc tội với Thích Tam Sinh có cái gì khác nhau hay sao? Lúc này Bùi Long Thành trên mặt đất giãy giụa bò lên, hắn lộn nhào đi tới bên người Bùi Nguyên Minh, thấp giọng mở miệng: Bùi Thiếu, không nên vọng động, tuyệt đối không được kích động. Đây chính là tôn hổ hộ pháp Địa Tông à, đại cao thủ cấp bậc chiến thần đó. Đắc tội với hắn không có cái kết cục tốt gì đâu. Nghe nói hắn đã từng tay không tấc sắt đồ sát qua cao thủ cùng cấp bậc. Khốn kiếp, Bùi Nguyên Minh, lại là ngươi gia hỏa này, cùng ta không qua được. Bùi Như Trần giờ phút này cuối cùng cũng thấy rõ mặt của Bùi Nguyên Minh. Hắn mặc dù trong lòng đối với Bùi Nguyên Minh có sợ hãi, nhưng nhớ tới tôn hổ đang ở bên người, hắn lập tức lại đắc ý. Ngươi lần trước phế ta, đánh gãy hai tay của ta, lần này lại muốn đánh gãy hai chân của ta sao? Ta cho ngươi biết, trước đó là ta bị ngươi âm hiểm ám hại, nhưng là hiện tại ngươi liền không may mắn như thế. Thời điểm nói lên lời này, Bùi Như Trần lập tức liền nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn thoáng qua tôn hổ hộ pháp bên người, con ngươi đảo một vòng, sau đó hung ác nói: Bởi vì có tôn hổ hộ pháp tại đây. Sau khi nói xong, Bùi Như Trần còn nhìn tôn hổ một chút. Tôn hổ hộ pháp gia hỏa này chính là Bùi Nguyên Minh, hắn chẳng những phế đi tu vi của ta, còn cùng Thiếu Tông không qua được. Hôm nay càng là chuẩn bị làm xấu chuyện tốt của ngài à.
Chuyện tốt như vậy, tên ngốc này tuyệt đối là muốn tự mình đoạt về. Nghe được lời nói của Bùi Như Trần, Tôn Hổ dường như nhớ tới cái gì đó. Hắn nhếch nhếch miệng, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng nồng đậm. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, mang theo vài phần biểu lộ ngoài cười nhưng trong không cười. Người chính là Bùi Nguyên Minh, phế Nguyễn Hạo Đông kia sao? Nghe nói người đem tên phế vật Phật tử Thích Quân kia cũng dẫm tại lòng bàn chân, đúng không? Kawashima Vũ Hải đến từ đảo quốc cũng không phải là đối thủ của ngươi à? Sau đó ngươi còn dám phế tu vi môn nhân địa tông chúng ta, buộc hắn tự đánh gãy hai tay của mình, đúng không? Thế nào, ngươi cảm thấy mình rất có bản lĩnh rồi sao? Rất có thể phách lối hay sao? Tôn Hổ lúc nói chuyện mang theo vài phần hương vị nhẹ nhàng, nhưng không biết tại sao lúc hắn nói chuyện lại mang theo một loại sát cơ vô hình để người kìm lòng không được, chính là đánh run một cái. Phách lối sao? Bùi Nguyên Minh đứng lên đỡ Trịnh Tuyết Dương ở bên người ngồi xuống trên ghế salon. Sau đó anh từng bước một đi đến trước mặt Tôn Hổ, lạnh lùng nói: phế một cái phế vật như Bùi Như Trần đoạn mất hai tay của hắn có thể không tính là phách lối à? Nhưng là ta như thế này mới thực sự gọi là phách lối. Tiếng nói vừa dứt, Bùi Nguyên Minh trở tay chính là một bàn tay quất thẳng trên mặt Tôn Hổ. Bốp, một tiếng vang giòn truyền ra, trên mặt Tôn Hổ lập tức liền có thêm một dấu bàn tay đỏ rực. Một cái tát này vô cùng đột ngột cũng làm cho đám người không có cách nào kịp phản ứng. Đây chính là hộ pháp đến từ địa tông à? Một trong cánh tay trái bờ vai phải của thiếu tông Thích Tam Sinh trong truyền thuyết à? Nhưng là giờ này khắc này hắn lại bị Bùi Nguyên Minh một bàn tay phiến trên mặt hay sao? Tại thời khắc này, tất cả mọi người trong toàn trường đều tinh thần hoảng hốt, mọi người không biết nói cái gì cho tốt. Mà Bùi Long Trành tại một bên đang giả vờ ủy khuất, giờ phút này cái miệng hắn há to hết cỡ, trên mặt đều là có vẻ không tin cùng vẻ kiêng dè khó tả. Phong cách hành sự của Bùi Nguyên Minh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hành động của Bùi Nguyên Minh căn bản không có khả năng dùng lẽ thường mà ước đoán. Mình Bùi Như Trần dùng đến trận khổ nhục kế này muốn giả làm cỏ đầu tường, nhưng giấu giếm được người trước mắt này hay sao? Hết.